các bạn thân mến, sau khi Gioan Tẩy Giả đã làm phép rửa cho Đức Giêsu nơi dòng sông Giô-đan, ông đã làm chứng rằng Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa, đấng sẽ xóa tội trần gian. Ngài là đấng mà Gioan Tẩy Giả đã từng loan báo sẽ đến sau ông, nhưng cao trọng hơn ông gấp bội phần. Thậm chí, ông còn chẳng đáng để cúi xuống cởi quai dép cho người. Lời chứng này của Gioan đã làm chính hai môn đệ của ông nảy sinh tò mò. Vì thế, họ đã bước theo Đức Giêsu khi nghe thầy của mình giới thiệu như thế. Họ bước đi theo Đức Giêsu có lẽ đã được một quãng đường, thì Đức Giêsu quay lại chợt thấy hai ông liền hỏi: "Các bạn tìm gì thế?" Họ đã đáp lại: "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Người đã mời gọi họ: "Hãy đến mà xem." Nghe lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả, các ông đã lên đường ra đi, đến với Chúa Giêsu, và quan trọng hơn, các ông đã ở lại với Ngài. Cuộc gặp gỡ giữa các môn đệ với Chúa không chỉ là một vài lời thăm hỏi xã giao, nhưng họ đã ở lại, quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, và nhờ đó, họ đã thực sự xác tín chàng thanh niên có tên là Giêsu đang hiện diện giữa họ đích thực là đấng Messiah mà họ đang mong chờ. Các môn đệ đã thực sự tìm kiếm và họ đã gặp. Họ tìm kiếm chân lý và họ đã gặp được đấng là nguồn của chân lý. Họ tìm kiếm sự sống và họ đã gặp được đấng ban sự sống. Họ tìm kiếm hạnh phúc, bình an và họ đã gặp được đấng ban bình an, một thứ bình an mà thế gian không thể ban cho họ. Một trong hai môn đệ là Andrê, sau khi đã gặp gỡ và ở lại với Chúa, ông đã trở về và gặp Simon, anh mình trước hết, và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp đấng Messiah, nghĩa là đấng Kitô." Một lời khẳng định chắc nịch và đầy sự xác tín, vì ông đã ở với Đức Giêsu và Ngài đã gợi lên trong lòng ông một niềm vui khó tả. Niềm vui khó tả ấy cũng diễn tả rằng các môn đệ đầu tiên đã tìm thấy và bắt đầu xác tín chỉ có Chúa là gia nghiệp và phần phúc của chính mình. Các bạn thân mến, một câu hỏi xem ra hơi bất thường. Đúng ra, Chúa Giêsu phải hỏi: "Tại sao các anh lại đi theo tôi?" Khi đặt câu hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Một câu hỏi xem ra đơn giản, nhưng Chúa Giêsu đã muốn các ông làm một điều hết sức quan trọng, đó là xác định rõ mục đích của cuộc đời các ông. "Các bạn tìm gì thế?" không chỉ là câu hỏi dành riêng cho hai môn đệ, nhưng được dành cho mỗi người chúng ta. Ta đang tìm kiếm gì trên cõi đời này? Ta đang mãi miết theo đuổi những cái chi? Tiền bạc, danh vọng, những thú vui hay sắc đẹp sẽ tàn lụi theo thời gian. Danh vọng và quyền lực thì nay còn mai mất. Để thấy rõ hơn chúng ta đang tìm gì, chúng ta có thể nhìn lại các lời cầu nguyện của mình. Nếu trong lời cầu nguyện của chúng ta, tất cả đều bắt đầu bởi chữ xin: "Xin cho con được mạnh khỏe, xin cho con được làm ăn thành công", hay là "Xin trời nắng, xin trời mưa, xin trúng số", thì những điều ta đang tìm kiếm chỉ mới giới hạn ở cuộc sống hiện tại, một cuộc sống rất hay thay đổi. Nhìn lại mình, ta sẽ thấy có lẽ chúng ta vẫn còn đi theo chứ chưa đi tìm Chúa. Ta vẫn còn đi theo gia đình và những người chung quanh đến nhà thờ, đến với các sinh hoạt tôn giáo nhiều năm nay, nhưng tâm hồn, ý muốn của ta chưa thật sự một lần đi tìm Chúa. Chỉ vì đi theo, nên thời gian đến với Chúa của mỗi người chúng ta thật nặng nề, và đời sống chúng ta chưa có sự đổi mới thật sự. Chúng ta còn ngại hy sinh, còn sợ chia sẻ. Chúng ta còn tính toán so đo hơn thiệt về những danh vọng của cải ở cuộc sống này. Cũng chỉ vì chưa tìm, nên chúng ta cũng chưa gặp Chúa. Nhìn lại kinh nghiệm của hai môn đệ của Gioan ngày xưa, có lẽ ta phải bắt chước các môn đệ đến và ở lại với Chúa. Nghĩa là, có một lần trong đời, loại bỏ tất cả những lo lắng về cuộc sống vật chất này, dành thời gian để xác định rõ mục đích cuộc sống của mình. Ta phải trả lời cho được câu hỏi: "Tôi sống để làm gì?" Mặt khác, để đạt được mục đích cuối cùng của cuộc sống, mỗi người chúng ta còn phải kiểm điểm và củng cố lại hằng ngày trong giờ kinh sáng tối.
Các bạn tìm gì thế? Mãi mãi vẫn là câu hỏi đang được gợi đến cho mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy trả lời thật lòng mình với Chúa. Nếu ta vẫn mãi miết tìm kiếm những thứ mau hư mất trên trần gian này, thì đây là cơ hội để ta thay đổi bằng cách tìm cho mình một điều gì trường tồn và thật chắc chắn, không bị thời gian hủy diệt và cũng không ai có thể chiếm đoạt mất. Ta chẳng thể vun vén cho đời mình gia nghiệp nào khác hơn ngoài chính Thiên Chúa. Thánh Augustino sau một đời tìm kiếm sự khôn ngoan nơi các nhà hiền triết hùng biện đã thốt lên: Vì Chúa đã tạo dựng nên chúng con cho Chúa, nên bao lâu chúng con chưa được nghỉ yên trong Chúa, thì lòng chúng con những bồi hồi khắc khoải. Các bạn có khắc khoải bồi hồi như Thánh Augustino không? Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa tác tình muôn loài, vì yêu con tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo vô hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu. Sông nào chẳng đủ miền xuôi, con người có thua năm dần đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời. Tim con bồi hồi sao xuyên mãi thôi. Ân tình Chúa đủ chẳng vơi, con nào thâu lòng trời cao. Tình yêu thương vẫn thiết dâng cao cho ngất ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô bờ. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Vì yêu con Chúa tác tình muôn loài,
vì yêu con tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa xưa đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu.